hút chân không này, con này thổi khí vào này, đây là hàn không này, có 3 mức, đây là tăng giảm, còn đây là điều chỉnh thông số này, chân không này, thổi khí vào này, đây là con chuột này. Đây là hàn không này, hàn không này, không rút chân không này. Em lấy cái đây các bạn mà muốn hàn không nhá thì các bạn để chế độ hàn này, hàn này, ở đâu đây thì cái này chỉ có hàn không thôi nhá, cái này chỉ có hàn không thôi, để các bạn đặt đây thì nó chỉ có hàn không thôi đấy, nó chỉ có hàn không thôi đấy. Hàn không thôi. Đấy. Đấy, cái này có ba, máy này có 3 chế độ này, hàn không này, rút chân không này, hút chân không này, co rút này, con này thổi khí vào này, thổi cho nó phồng lên, sản phẩm phồng lên này, phồng giống như bim bim vậy đấy. Các bạn mua hàng liên hệ có số 0934 1822, website sản phẩm com. Thế mình giao hàng toàn quốc nhé.